sáng ngày 21 tháng 12 vừa qua, tại khách sạn Pan Pacific, Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt dòng sản phẩm mới Clear Thảo Dược. Đây được coi là cuộc cách mạng dầu gội trong mùa đông này vì giải phóng phụ nữ trong công việc làm đẹp, tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc khi sử dụng thảo dược chăm sóc tóc. Sản phẩm được coi là một cuộc cách mạng dầu gội của Clear với công thức sược vượt trội, giúp phục hồi các dưỡng chất cần thiết ngay từ bên trong và giúp cho da đầu khỏe mạnh, không còn ngứa, mái tóc sạch gầu từ lần gội đầu tiên. Gầu luôn là nỗi ám ảnh của cả phái đẹp và cánh mày râu. Không ít phụ nữ kiên nhẫn nấu nước thảo dược để trị gầu, nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện. Công thức vượt trội của Clear kết hợp với 9 loại thảo dược quý chất lọc từ thiên nhiên đã giúp nuôi dưỡng da đầu và cuốn bay gầu ngay sau lần gội đầu tiên. Sự kiện có tham gia của siêu mẫu Thanh Hằng cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt là các cô gái.